Rồi, xin chào các bạn trở lên video tiếp theo mới nhất của mình các bạn. Video chia sẻ về các lĩnh vực bên điện điện tử các bạn. Thì hôm nay mình sẽ có video mình chia sẻ các bạn về cái đồng hồ bạn đi này. Và đồng hồ này khi mình mua về á thì nó chạy bằng nguồn 220. Nó đưa ra cái chuôi cho mình là 220 đó, mình ghim điện vô cái đồng hồ chạy. Và khi cúp điện á thì cái này nó mất điện, nó không có chạy. Hôm nay video này mình chia sẻ các bạn là khi cúp điện thì cái này sẽ vẫn chạy, và khi có điện cũng vẫn chạy luôn nha các bạn. Và video này hơi dài thì bạn chú ý xem hết video để mình chia sẻ các bạn, cũng như các bạn có thể áp dụng nha các bạn. Khi cúp điện ban đêm thì các bạn có nhìn thấy đồng hồ thấy giờ luôn. Thì đây chính là sơ đồ mặt của cái bộ điều khiển. Bây giờ các bạn, đây là K chính là relay kiến 220 nha, 220. Mình cấp nguồn 220V nè cho cái relay kiến này, và mình lấy hai cặp tiếp điểm của nó là một cặp thường đóng, một cái tiếp điểm thường đóng, một thường đóng và một cái tiếp điểm thường mở để mình sử dụng là xong. Rồi bây giờ thì sơ đồ mạch là các bạn đấu như thế này. Thì đây là cái đồng hồ. Thì video trước á, video trước mình đã chia sẻ các bạn là cách để tháo cái nguồn 220V, nguồn máy biến áp á, tháo ra và câu nguồn 12V vô chỗ nào rồi. Thì video này mình không có nói nữa các bạn. Đây là đồng hồ nè các bạn. Đó, nguồn 12V vô nè. Cộng trừ 12V vô cái đồng hồ. Thì mà đã đấu cái gan gì nha. Đấu cái gan gì. Đó, đây là bình nè. 12V của bình. Đây là 12V của máy biến áp DC ga, nguồn ga. Là nguồn này mình lấy, mình không có lấy đâu hết. Nhà mình có nguồn điều khiển 12V 5A để mình sử dụng cho gia đình nha các bạn. Sử dụng cho cái mạch máy mạch điều khiển á. Thì mặc định là nhà mình sẽ có nguồn 12V DC và 220V. Và kiếm một cái bình xe máy á, là nó là 12V. Rồi thì các bạn đấu cái gan như thế này. Bây giờ mình sẽ nói nguyên lý làm việc. Nguyên lý làm việc có cái mạch này rất là đơn giản nha các bạn. Nếu mình bên điện, ai học bên điện rất là đơn giản. Bình thường là điện lưới có nè, 220V có nè, 220V có thì 12V DC bên đây vẫn có luôn. Tại vì DC bên đây là cho mình có biến áp. Biến áp của nguồn thì đương nhiên mặc định là bên đây vẫn có điện này. Thì K có điện nè. Thì bên đây nó mở ra các bạn, tường đóng nó mở ra là nó ngắt nguồn bình. Nó ngắt nguồn bình vô đồng hồ nha các bạn. Thì cái này đóng lại nè, thì nó cấp nguồn bình. Nó cấp nguồn bình cho cái đồng hồ. Đây, các bạn thấy chỗ này nó đóng lại là nó kín mạch nè. À, đồng hồ này có điện. Rồi, khi mà cúp điện lưới á thì khi mà cúp điện lưới á là này mất điện nè. Này mất điện. Và này cũng mất điện luôn, tại vì này cũng xài mấy miếng áp mà, mất điện luôn. Thì này mất điện, này mở ra. Này mở ra. Thì bây giờ khi mà này mất điện thì lập tức này đã đóng lại liền. Tại thường đóng mà. Mất điện là này đóng lại. Thì nó sẽ dẫn nguồn 12V xuống nè cho cái đồng hồ. Và nó không có chớp gì hết. Chuyển nguồn liền liên tục luôn. Có điện thì này đóng lại, này mở ra, xài nguồn bình, xài nguồn lưới. Còn khi cúp điện thì này mở ra, này đóng lại, chuyển nguồn bình, đồng hồ này chạy liên tục nha các bạn. Đó là cái sơ đồ mạch làm việc của cái đồng hồ này. Bây giờ mình sẽ lắp ráp và test cho bạn xem nha. Đây là để không mất thời gian thì mình đã lắp ráp rồi. Đây, mình đã lắp ráp rồi hết rồi. Để mình về vô cho nó gần lại, mình dễ quan sát.
Rồi giờ mình quay nè. Đây chính là cái ổ điện. Và ổ điện này chưa có điện. Ổ điện thì muốn có điện thì cái chui này nè. Đó, cái chui này mình ghim vô đây. Là cái ổ điện này nó sẽ có điện nha các bạn. Rồi. Bây giờ là cái ổ điện này nó sẽ ghim hai cái. Một cái chui nè là nó ghim cho cái cấp nguồn cho cái gơ le kiến này nè. Đó, chui này cấp nguồn cho này. Và một cái chui á là cấp nguồn cho adapter 12V nè. Là mình tượng trưng cho cái nguồn 12V máy biến áp nha, lưới của mình đó. Đây. Đây 12V. Còn mấy cái sơ đồ và dây đấu á thì các bạn nhìn sơ đồ nè. Đấu gàng như thế này luôn các bạn. À, mình cũng lấy tiếp điểm từng đóng từng mở mình làm mà mình đấu á, đấu với gan như sơ đồ mạch luôn. Rồi bây giờ thì còn một cái cực mình chưa có lắp vô bình, miễn mình lắp vô bình á, miễn mà cực này mà mình lắp vô bình á thì cái đồng hồ bạn nên này nó sẽ có điện, nó sẽ chạy các bạn. Tại vì là khi mình chưa có điện ghim điện lưới nè, mình chưa ghi điện lưới nè là này nó đóng nè, là khi mình đấu nguồn 12V vô là đồng hồ này có nó chạy. À, bây giờ mình đấu nguồn 12V vô các bạn xem nè, nó sẽ chạy nha bạn, đồng hồ nó sẽ chạy. Rồi đây đồng hồ nó sẽ chạy nha. Đó thì bây giờ là nó đang chạy nguồn bình á. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái này lên chút cho nó rõ cái góc rộng. Đây khi giờ bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn lưới vô cho nó nè. Đây mình cấp cái nguồn lưới này, gơ le này nó sẽ đóng. Mình cấp nguồn lưới là gơ le này nó có điện nè. Nó có điện là khi mà cấp nguồn lưới là gơ le này có điện, đi gây kiến nó có điện là này mở ra ngắt nguồn khỏi bình và này đóng lại nè, các cấp nguồn máy biến áp nè, 12V nè, cấp xuống cho đồng hồ chạy nè. Khi mình ghim vô nè, gơ le kiến có điện nè. Đó là bây giờ là nó đang chạy nguồn của cái thằng adapter này, nó không xài cái nguồn bình này nữa mà nó xài nguồn adapter này. Rồi bây giờ đó là bình thường là trong gia đình mình xài là vậy đó nha, là khi có điện lưới thì đồng hồ chạy đó. Đó đã đang lấy nguồn của 12V adapter, nó chạy cho đồng hồ. Là cái này thì gia đình mình hàng ngày thì không có gì nha các bạn, nhưng mà đặc biệt ở đây á là khi các bạn cấp điện nè, đây là mình tượng trưng cho điện lưới nè, cấp điện thì lập tức nó chuyển mạch mất điện, chuyển mạch thường đóng vô cái cấp nguồn bình xuống cho cái đồng hồ. Thì khi nó chuyển mạch thì cái đồng hồ mình đâu có gì đâu các bạn, đâu có thay đổi giờ đâu, yên nguyên luôn. Cái này do giờ mình chưa chỉnh lại nó chạy sai, đó là 1:31 chứ ngày mình quay ban ngày nha các bạn, mình quay ban ngày buổi trưa chứ không phải mình quay buổi chiều hay ban đêm đó. Thì mạch này nó làm việc gì đó thì các bạn thấy là khi mà bây giờ nè, bây giờ mình đang mất điện lưới rồi đó, nhưng mà cái bình này mình chạy có đồng hồ rất là lâu, chạy nguyên một đêm cúp điện không thành vấn đề nữa các bạn. Thì các bạn có thể là thấy giờ được luôn, không có bị cúp điện như đồng hồ ta bán ngoài chợ. Đồng hồ ta bán ngoài chợ thì khi mà mình mất điện á là đồng hồ im ru, khi có điện lại đồng hồ nó mới bật lại, mình không có coi giờ được. Còn cái mạch này mình chia sẻ với bạn là khi cấp điện là vẫn có điện xài, vẫn có nguồn cho đồng hồ xài. Bây giờ nó đang chạy nguồn bình đó bạn, khi giờ mình chạy nguồn lưới nè, cấp điện có điện lại nè, gơ le nó chuyển, đồng hồ không có bị gì hết, nó giữ nguyên luôn đó, chỉ nguồn lưới và nguồn bình thôi. Đây cảm ơn các bạn đã xem video ha, video này mình chia sẻ các bạn là
về cái mạch mà khi cúp điện thì đồng hồ vẫn có điện, đồng hồ lịch quang niên á, để mình xem giờ khi cúp điện ban đêm. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về chia sẻ các lĩnh vực quanh điện điện tử mới nhất của mình nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.